Chào quý vị lấy chương trình trực diện TV. Thêm một vụ án nữa, thêm một vụ khởi tố, và đây là một tập đoàn liên quan đến vấn đề xây dựng, và nó cũng giống như cái cung cách hoạt động của cái tập đoàn Phúc Sơn. Tập đoàn Phúc Sơn sau khi bị khởi tố và đã bắt lên tới mười mấy các cái bị can, và trong đó có những người làm vị trí rất lớn, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh cũng như là bí thư tỉnh ủy. Và đây là một cái tập đoàn, đó là tập đoàn Thuận An. Tập đoàn Thuận An cũng có nhiều dự án trải đều trên rất nhiều các cái tỉnh thành, kể cả các tỉnh thành ở phía Nam nữa. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Bây giờ thì chưa biết là cái vụ án này sẽ được mở rộng ra như thế nào. Nhưng mà ngày 15 tháng 4 năm 2024 thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an của Việt Nam đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng. Rồi ông này là chủ tịch của cái tập đoàn Thuận An, và cùng với ông tổng giám đốc cũng như là phó tổng giám đốc của cái tập đoàn Thuận An. Ông phó tổng giám đốc là và tổng giám đốc cũng như là ông giám đốc và phó giám đốc của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ở tỉnh Bắc Giang. Nghĩa là người ta điều tra dự án ở Bắc Giang và đã bắt giam những cái người này. Thì đây là 6 người mà được bị khởi tố ban đầu. Chúng ta thấy ông Nguyễn Duy Hưng, đây là cái người mà chủ tịch của cái tập đoàn, là tập đoàn Thuận An. Đây ông Trần Anh Quang là tổng giám đốc. Nguyễn Khắc Mẫn cũng làm phó tổng giám đốc. Nguyễn Trần Anh Quang là rồi đây là ban quản trị, ban quản lý các dự án chứ đầu tư xây dựng Bắc Giang, quý vị gồm 3 người đã bị bắt giam. Và cái vụ việc này đó là theo như cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công an thì cho biết rằng căn cứ kết quả điều tra cũng như là xác minh thì cơ quan đã cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án. Trong đó thứ nhất là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án đưa hối lộ, vụ án nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị có liên quan. Đồng thời đã ra lệnh bắt và tạm giam 6 cái bị can. Trong đó chúng ta thấy rồi, ông Nguyễn Duy Hưng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Thuận An. Ông này bị khởi tố về hai tội. Tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và một cái tội nữa là đưa hối lộ, cũng giống như là cái tập đoàn mà chúng ta đã thấy rồi đó. Trước đây những cái công ty mà liên quan, những cái tập đoàn liên quan đến cái hoạt động xây dựng bất động sản, dự án đấu thầu và vi phạm các cái nguyên tắc đấu thầu cũng kèm đến cái việc đưa hối lộ, lót tay lót chân, và đây những cái cung cách làm cũng giống giống với nhau. Và ông Trần Anh Quang là tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Ông tổng giám đốc đó thì chỉ có một tội thôi, không có tội là vi phạm các quy định về đấu thầu. Nhưng mà tội đưa hối lộ không cũng đã mệt rồi. Đưa hối lộ căn cứ theo khoản 4 điều 364. Khoản 4 là khoản rất nặng, khoản có thể lên tới án chung thân đó quý vị. Và ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc thì bị hai tội giống như là ông chủ tịch, tức là Nguyễn Duy Hưng. Rồi khởi tố thêm ban giám đốc, phó giám đốc của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đây cũng chỉ mới có là một cái công ty thôi nha quý vị. Đây các bạn có thể thấy được là hình ảnh, thì tội danh được cùng đội em danh bị khởi tố đây. Đó là ông này là bị can Nguyễn Duy Hưng. Ông này là phó tổng giám đốc. Hai người này thì bị thay tội. Có lẽ là ông phó tổng giám đốc này phụ trách cho vấn đề mà đấu thầu các thứ đó, còn ông này là chủ tịch này, có lẽ làm người quyết định mọi thứ, cho nên là có liên quan đến vấn đề mà đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lót tay lót chân nữa, đưa đưa tiền của nữa, cho nên cả hai người này thì bị hai tội. Còn cái ông này là tổng giám đốc nhưng mà lại chỉ có một tội thôi, là tội đưa hối lộ, đó là ông Trần Anh Quang. Và đối với những người trong ban quản lý các cái dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn của tỉnh Bắc Giang, ông này là trưởng ban, giám đốc ban đó, ông này là phó giám đốc.
Cả hai người này thì bị hai tội: tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Tức nghĩa là sao? Đấu thầu cùi, đấu thầu dễ dàng cho qua và để mà nhận những cái tiền lót tay và cho là Nguyễn Duy Hưng trúng thầu. Chúng ta có thể nói như vậy. Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phạm Thế Du là trưởng phòng ban quản lý dự án của tỉnh Bắc Giang. Người có chức vụ quyền hạn không? Có thể nói rằng đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt nha quý vị. Và đối với cái tập đoàn này đó, đây là một cái tập đoàn mà bây giờ đó, sau khi mà tỉnh Bắc Giang phát hiện ra thì hàng loạt các cái tỉnh thành khác đã bắt đầu đưa ra rà soát lại để coi coi nó có đúng hay không. Thí dụ như tỉnh Phú Yên cũng đã yêu cầu hôm 16 tháng 4, tức là sau một ngày thôi, là yêu cầu Ủy ban nhân tỉnh là rà soát báo cáo các cái dự án, các cái gói thầu mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện trên cái địa bàn tỉnh. Tới một ngày sau, ngày 17 đó, thì kết quả rà soát cho thấy là Phú Yên có một số cái dự án tham gia của tập đoàn Thuận An, nhưng mà cũng với cái vai trò là nhà thầu phụ thôi. Rồi người ta thấy rằng ngoài ra đó thì ở Phú Yên, tập đoàn Thuận An đang là cái nhà thầu xây dựng thi công cầu kỳ lộ trụ T9 cho đến T26, gói thầu số 13XL và dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh. Đây là một công ty lớn cũng rất là nhanh và trúng thầu rất nhiều các cái dự án. Và người ta thấy là ở Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 thì Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông báo là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế Bộ Công an đã có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An ở tại Đắk Lắk. Cụ thể là liên quan đến ba cái gói thầu, ba thi công xây dựng với chi phí hơn 481 tỷ đồng thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh tránh thành phố Buôn Ma Thuột, và Thuận An là thành viên liên danh với cái hợp đồng mà doanh nghiệp này đảm nhận là khoảng 100 tỷ đồng. Rồi một số các cái địa phương khác như là Quảng Ngãi chứ cũng đã phải rà soát lại các cái dự án. Và chúng ta thấy rằng đó, tập đoàn trước đây thì tập đoàn Phúc Sơn thì cũng đã bị dính vào về những cái dự án như vậy. Và cuối cùng người ta thấy rằng đó, càng điều tra ra có những cái vụ án thì có một số các cái lãnh đạo đã bị kỷ luật và đã phải bị đi tù. Thí dụ như bà Hoàng Thị Thúy Lan là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi ông Lê Duy Thành là chủ tịch ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tịch hay là bí thư tỉnh đều bị hết. Rồi ông Đặng Văn Minh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa là cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ tịch cũ chủ tịch mới gì đi hết. Và khi mà một cái tập đoàn như vậy làm ăn và người ta thấy qua các cái tỉnh thành, chính vì cái điều này mà phải Bộ Công an của Việt Nam phải vào cuộc và Viện Kiểm sát tối cao cũng phải vào cuộc, bởi vì nó liên quan tới nhiều tỉnh thành chứ không có tỉnh nào mà đứng ra khởi tố cái vụ án này. Và như vậy đó thì ngay cả Ủy ban Kiểm tra Trung ương có khi cũng vào cuộc, bởi vì nếu như mà nó có liên quan đến các cái cán bộ, đặc biệt là những cán bộ cấp cao, hoặc là vụ án mang tính chất tham nhũng kinh tế mà nặng lớn, mang tính chất ảnh hưởng xấu với xã hội và gây thiệt hại to chẳng hạn, thì có thể là thuộc diện trung ương quản lý nữa. Nghĩa là trung ương người ta sẽ chỉ đạo về các cái vụ án đó để có sự phối hợp mang tính chất nó mạnh mẽ hơn. Ngày 15 tháng 4 thì Trung tướng Tô Ân Sô đó, người phát ngôn của Bộ Công an của Việt Nam thì cho biết rằng cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ các cái hành vi sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các cái đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Thì Bộ Công an cũng chỉ mới nói như vậy thôi. Người ta cũng không có nói rằng là vụ án này sẽ có liên quan tới ai hay điều tra tới mức nào.
Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng có quá nhiều những cái tin đồn, có quá nhiều những cái tin mà bàn luận, nhưng mà đó là nó không có cơ sở. Chúng ta cũng không thể nói khi mà nó không có những cái thông tin đáng tin cậy. Dĩ nhiên rằng đối với pháp luật của Việt Nam hiện giờ đang đi theo những cái đường hướng có thể nói là cải cách rất là dữ dội, và cái chương trình đốt lò là không có cái điểm dừng, không có ngoại lệ, và chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều rồi. Thí dụ như vừa rồi liên quan tập đoàn Phúc Sơn đó, hàng loạt những cái cán bộ thậm chí là ủy viên Trung ương Đảng cũng phải bị bãi chức và đến tù nữa. Cho nên lần này người ta cũng hy vọng rằng nếu như có dính dấp tới các cái quan chức đi, mặc dù là ở tỉnh thành nào, ở địa phương nào, ban ngành nào đi nữa thì chắc cũng rất là khó để mà né được. Thì tập đoàn Thuận An này, đây là một cái tập đoàn mà nó phát triển cũng rất là nhanh, thành lập tháng 8 năm 2024, và vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8 năm 2020 đó là khoảng 300 tỷ đồng, và nó đã được tăng lên là 800 tỷ đồng vào năm 2021. Và tập đoàn này rất nổi tiếng trong nhiều cái lĩnh vực như là xây dựng công trình, làm hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, và cũng như là đầu tư vào bất động sản. Thì gần đây người ta thấy là Thuận An gần như là liên tục trúng rất nhiều, hàng chục các cái gói thầu, và những cái gói thầu rất lớn, trong đó có những gói thầu quy mô mà rất là dữ dội, hàng ngàn tỷ đồng đó, như là cái cầu Sông Rút, cầu Cửa Hội, cầu Đồng Việt, cầu Mái Chai, cầu Kỳ Lộ, cầu Rạch Miễu 2 và một số các cái cầu khác nữa. Và có thể nói rằng đó, bây giờ người ta không biết rằng là khi mà cái ông Hưng này bị bắt, tập đoàn này bị điều tra và đang bị khởi tố và đang bị rà soát, thì những cái công trình đó như thế nào, giao cho những cái nhà thầu nào khác, hoặc là họ đang làm dang dở, hoặc là họ đang tiến hành, thì sẽ được xử lý ra làm sao, hay là tiếp tục. Và người ta thấy rằng ngay cả như cái dự án cầu Đồng Việt đó có tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ đồng, và nó trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và trái phiếu chính quyền của địa phương. Đây là cái cầu dăng dây đầu tiên và lớn nhất tỉnh Bắc Giang, nối tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương. Thì ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ cái dự án này. Thì hồi tháng 6 năm 2022, thì ông Nguyễn Văn Thảo là ban giám đốc ban quản lý đã ký cái quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với cái liên danh gọi là Thuận An Trung Chính. Đây cũng là cái nhà thầu duy nhất. Và chúng ta thấy rằng đó, ngoài ra thì Thuận An đã tham gia rất nhiều các cái dự án ở nhiều cái địa phương. Người ta thấy là có cả những cái dự án ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Ninh Thuận, ở Quảng Nam, ở Cần Thơ, ở Thái Nguyên, ở Bình Dương, ở An Giang, ở Đồng Tháp, ở Bến Tre là cầu Rạch Miễu rồi, ở Hà Giang, ở Tuyên Quang, vân vân. Và đơn vị này đó đã tham gia đăng ký 51 các cái gói thầu và đã trúng 39 gói, trượt chỉ có 8 gói thôi, và 4 gói thì hiện giờ chưa có kết quả, và tổng các cái giá trị mà trúng thầu đó là hơn 22.600 tỷ đồng. Và theo như đánh giá của rất là nhiều người và theo như dự đoán nữa, thì đây là cái vụ án có khi nó còn lớn hơn cả cái dự án cái tập đoàn Phúc Sơn. Dự án tập đoàn Phúc Sơn thì cũng đã mấy chục ngàn tỷ các tổng các cái dự án, nhưng mà cái vụ án này á, họ cho rằng nó cũng giống như vậy, với những cái phương cách như vậy, vẫn là vi phạm đấu thầu, vẫn là lót tay lót chân, vẫn là mua chuộc cán bộ. Thì ở các tỉnh thành khác có như vậy hay không, ở một số các cái địa phương khác có như vậy hay không, và có hay không những cái hành vi che chở, một tay che trời hoặc là giúp đỡ để mà đẩy cái em Thuận An này
từ một cái công ty nhỏ để mà trở thành một cái đại ca lớn trong cái lĩnh vực xây dựng như vậy. Và vì sao mà trúng rất nhiều các cái gói thầu rất lớn, có hay không chỉ định, có hay không cái sự giới thiệu và để trong mặt kép, có hay không cái sự tạo ảnh hưởng bởi những người có quyền lực để rồi cho cái doanh nghiệp phải làm ăn. Tất cả những điều đó là những cái câu hỏi ở phía trước, và chúng ta sẽ chờ đợi đến một thời điểm thì rất có thể là mọi thứ sẽ được vơi bày ra ánh sáng. Và những người ở trong cuộc nào, những người nhúng tay nhúng chân nào, những người che chở nào, dù cho bất cứ ở vị trí nào, cấp cực cao, cực thấp, hay là ngay cả nghỉ hưu rồi cũng vẫn có thể bị lôi ra. Đây là một cái điều rất là đặc biệt cho cái chương trình gọi là đốt lò, một cái chương trình mà chống tham nhũng và kinh tế hiện nay có thể nói đang phát dương cái hiệu quả. Và người ta cảm thấy rằng những kẻ tham quan vô lại, những cái kẻ biến chất thoái hóa và những cái cách làm của các cái doanh nghiệp đạp giò đạp cẳng sân sau sân trước, hoặc là lót tay lót chân làm bại hoại như thế này, phá vỡ các cái trật tự và phá vỡ các cái nguyên tắc, cũng như là tạo ra một sự rất là bất công đối với các cái doanh nghiệp khác, sẽ bị trả giá, sẽ phải đi tù và có thể bị phá sản. Đã đến lúc mà luật pháp của Việt Nam, nói chung thì cái chương trình cải cách tư pháp nó phải mang tính chất là xã hội quản lý bằng pháp luật, một cái xứ sở gọi là phải trọng pháp, gọi là pháp trị. Cho nên thì mọi thứ chúng ta hy vọng rằng tới đây cái vụ án này nếu như có khởi tố thêm, có mở rộng ra, hoặc là ta phát hiện ra những cái sai phạm ở địa phương A rồi huyện B liên quan tới ông A bà B, thì âu đó cũng là chuyện bình thường, âu đó cũng là cái giá phải trả thôi. Cho nên thì cái vụ việc này bây giờ người ta theo dõi rất là nhiều, người ta để ý để coi coi tới đây bắt ai, tới đây có mở rộng ra nữa hay không. Và nhiều người thì bây giờ thì họ nói rằng có khi là lại sẽ có đó. Thì đó là một số những cái thông tin liên quan tới cái vụ án Thuận An. Chúng ta sẽ trở lại khi mà có thêm những cái thông tin. Còn hôm nay thì tạm dừng tại đây. Còn đối với các cái chương trình mà duyệt ngữ báo chí ở hải ngoại thì họ vịnh vào cái vụ án này, họ họ thiêu dệt dữ lắm. Họ đưa ra hàng loạt những cái thuyết âm mưu. Tuy nhiên là những cái thuyết âm mưu đó đến thời điểm này thì không có cái cơ sở để mà chúng ta xác định. Cho nên chúng ta không có nói sâu, chúng ta không có nói nhiều vào những cái chuyện mà không thể chứng minh. Và xin tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là an lành, một ngày vui tươi. Trả lời quý vị trong chương trình tới.